Chắc mưa may nha cô. Trời ơi, mới đem về nữa hả? Dạ. Này nè, đóng được nè. Về được 2-3 bữa rồi. Bữa đó ông kêu cậu Đức chở. Ủa, con đẹp không cậu đâu biết gì nữa đâu. Giống con trang này, bà giống con trang của con Tám chứ. Đúng rồi, dạ. Thấy không, nó bự đẹp mà. Tròn. Đủ màu hết trơn ha.